Hello. Xin chào mọi người. Mọi người thấy anh hát giả tiếng Trung có hay không? Nói chung là cái gì nó cũng cần phải có thời gian đấy. Cái việc làm đẹp bằng phương pháp phẫu thuật nó đâu có đơn giản, đâu có nhanh dễ như là việc mình chăm sóc các thứ bên ngoài, đúng không? Ví dụ như những sản phẩm chăm sóc da các thứ thì mình có thể dùng ngày 1, ngày 2, dùng lần 1, lần 2 là mình có thể cảm nhận được. Và dùng đến khoảng thứ 5, thứ 6 rồi mà vẫn không thấy có sự thay đổi thì chứng tỏ là mình phụ sản phẩm đó nó không hiệu quả. Nhưng mà cái việc làm đẹp bằng phẫu thuật thì nó cần phải có thời gian đấy, đúng không ạ? Nói chung là anh bị nghiện tắm trắng ấy. Nghiện sử dụng những phương pháp tắm trắng, nghiện sử dụng những sản phẩm làm trắng. Nói chung là mình rất là nghiện, bởi vì là quan niệm là làn da đẹp ấy, thì mặc cái gì cũng đẹp. Thật ra cái váy này mọi người vừa khen rất là nhiều và có bạn đã hỏi thì anh đứng mọi người xem chỉ một cái váy rất vớ vẩn, một cái váy ngủ một cái váy mặc ở nhà rất là vớ vẩn 2 giây. Thế nhưng mà vì mình có một làn da trắng này, sáng này, mịn màng này, không có da chết thì mặc auto đẹp, mặc cái gì cũng đẹp luôn ấy. Chính vì thế là đôi khi nhiều mọi người nghĩ là anh mặc đồ đẹp ý, thật ra nó cũng không phải là yếu tố là do đồ nó đẹp đâu, mà là vì là mình có làn da ok ấy, cho nên là mặc cái gì nó cũng đẹp, mọi người công nhận không? Đấy, da đẹp nhá thì có mặc khoác bao tải cũng thấy đẹp. Cho nên là anh rất là không phải là yêu thích đâu mà cực kỳ nghiện những dòng sản phẩm chăm sóc da, dưỡng trắng da, tắm trắng rồi bo kem body các thứ, nghiện lắm. Nhưng vì là cái bộ sản phẩm này được thấy mọi người cũng dùng nhiều, bạn bè anh em nghệ sĩ mọi người cũng dùng ý, thì thấy review rất là tốt. Mà anh thì anh thấy là bản thân anh cũng đang dùng rất là nhiều rồi, mà da anh cũng đang trắng sẵn rồi, thì liệu sản phẩm có thật sự hiệu quả không ý, thì anh mới dùng thử. Và dùng một phát là mê luôn. Mê thật sự. Mê thật sự. Bây giờ là anh sẽ không để mọi người chờ đợi lâu nữa, anh sẽ nói về cái dòng sản phẩm này và test thử lên cho mọi người làn da của anh, để mọi người thấy rằng là sản phẩm nó an toàn và nó hiệu quả như thế nào, và cũng để mọi người hiểu rõ hơn về sản phẩm và trải nghiệm sản phẩm nhá. Đây, đây là cái đầu tiên này, là cái mà anh thích nhất, là cái ủ trắng được của bằng than hoạt tính, là anh thích nhất, mình mê cái này lắm luôn đi, bởi vì tắm xong một cái là mình cảm nhận được rõ rệt luôn, thích lắm luôn ý. Đây và đây là cái ủ trắng này. Ngoài ra thì nó còn có cái này là cái sữa tắm này. Cái dòng này là dòng của cái đây là cái sữa tắm này, nó có cả cái hạt để tẩy da chết nhá. Đó, còn đây là hai cái này là hai cái, một cái là kem dưỡng da ban đêm, một cái là vô cùng thích là dưỡng da ban ngày mà còn có cả chống nắng nữa. Và cái sản phẩm này rất là tốt cho mình, bởi vì là ngoài cái việc mà chăm sóc dưỡng trắng da ấy, thì mình cần phải có cái sản phẩm nó còn bảo vệ được da của mình để không bị bắt nắng này, tránh khỏi những cái tác hại từ môi trường bụi bẩn nữa. Đấy, nên là phải dùng đầy đủ từng bước như thế này thì ta sẽ có một làn da như thế này. Đây là sản phẩm là Skin AEC, anh rất hay nhầm với ACE vì là giống nhầm với dòng sản phẩm mỹ phẩm ACE, hình như của nó là Skin AEC đó. Mua ở đâu á, mọi người có thể để lại số điện thoại ở đây để mọi người ở công ty mọi người sẽ liên hệ và hướng dẫn mọi người cách mua sản phẩm chính hãng nhá. Anh sẽ thì việc đầu tiên là mình vẫn làm ướt tay như bình thường, anh sẽ test lên tay của anh. Thật ra thì anh cũng đang rất khá là trắng rồi, da của anh mọi người cũng thấy đang rất là trắng sáng, cũng vì là những cái anh đang sử dụng và chăm sóc da rất là đúng cách. Nhưng mà hôm nay anh sẽ test trên da để cho mọi người cảm nhận được sản phẩm và nhìn thấy được sự an toàn của sản phẩm khi lên da của anh nhá. Đây, bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình sẽ tẩy da chết, tắm và tẩy da chết bằng cái này. Bình thường ấy là anh để tránh trường hợp mà tay của mình bị trơn ấy thì anh hay cho ra cái bát như thế này, anh bóp ra để mình không phải bóp nhiều lần ấy, bóp luôn một cái bát như thế này, một cái lượng vừa đủ. Hình như anh dùng sắp hết rồi sao ấy, nó hết rồi, lấy bộ cũ để like, dùng sắp hết rồi đây này, bóp mãi không ra. Da ngâm
Thật ra thì với những người da ngăm ấy thì dùng hiệu quả nó sẽ mình cần phải dùng duy trì để hiệu quả nó sẽ trắng trắng sáng dần lên nhá. Còn để mà nói một phát trắng bốc ngay thì chắc không có sản phẩm nào tắm trắng nào mà như thế đâu, trừ những sản phẩm lột tẩy. Lột tẩy thế nó làm bào mòn da rất là nguy hiểm cho da, đúng không ạ? Sắp hết rồi, cái lọ này của anh cũng sắp hết rồi. Anh móc lên này cho nó dễ. Đấy. Đây nhá, mọi người thấy cái chất kem của cái chất kem này nó làm như này này. Nó sẽ có những cái hạt li ti như này để mình tắm, mình massage nhẹ trên da và mình tẩy da chết trên da của mình ý. Đó. Đây, cái này thì mình có thể tắm hàng ngày nhá, tắm hàng ngày để làm gì, để cho nó da mình nó mềm, nó mướt và nó tẩy được da chết trên da của mình. Các cái hạt li ti này nó sẽ tẩy da chết trên da của mình. Bộ sản phẩm này có giá, tức là bốn sản phẩm này đều có đồng giá là 490.000, nhưng hiện tại khi mua ba combo sản phẩm này là có tắm ủ trắng với cả là bộ dưỡng ban đêm ban ngày này thì sẽ được tặng cái sữa tắm tẩy da chết này. Đó, mọi người mà mua ấy thì mọi người để lại số điện thoại ở đây nhá, để người công ty sẽ liên hệ với mọi người. Để anh rửa tay đi đã, để anh bôi cái thang hoạt tính đi kìa. Sản phẩm này là của Hàn Quốc nhá, bạn nào vừa hỏi đấy. Sản phẩm này là của Hàn Quốc mọi người ạ. Đấy. Bây giờ thì anh sẽ bôi cái ủ trắng này. Cái ủ trắng than hoạt tính này, nó chiết xuất phần lớn chủ yếu là than hoạt tính nhá. Ai bạn nào vừa hỏi thì chất kem của nó là chất kem đen đen như này này, anh sẽ bôi thẳng lên tay của anh luôn. Đấy. Ui giời. Đây. Chất kem của nó là bằng màu đen như này, nó bằng than hoạt tính mà. Đấy. Bình thường ấy, anh ở nhà anh dùng, anh cho vào cái bát như thế này để mình bóp ra với bát luôn, để cho một cái lượng vừa đủ cho cả cơ thể của mình luôn, để mình không phải vừa bóp vừa xoa ấy, thì nó rất mất thời gian và đôi khi nó tay mình trơn mình sẽ không bóp được. Đấy. Thế thì tính ra giá thành nó cũng không quá đắt đâu. Một bộ sản phẩm này làm mua ba cái này là trị giá là 1.470.000 thì sẽ được tặng một cái này. Đó, cũng trị giá 490.000 thì mình một bộ sản phẩm 3 cái này là 1.470.000 thì được tặng một cái sản phẩm 490.000 thì tính ra giá thành của nó cũng không quá cao đâu, đúng không? Đấy, để mình có thể tự chăm sóc tại nhà. Đó. Mình có thể bôi sẽ để khoảng tầm 15 20 phút. Anh đang thấy hơi ít, phải bôi nhiều lên. Cho mọi người. Đấy. Nó rất là đặc ý, cái kem này, cái kem ủ nó rất là đặc, cho nên là lúc mà bóp ra mình phải bóp bằng lúc tay của mình khô ấy thì phải bóp ra hết luôn một cái lượng vừa đủ ra cái bát, xong rồi mình chỉ việc bôi lên trên da của mình thôi, lúc mình tắm thôi. Đấy. Mọi người để như này mát, bôi đều lên trên da để trong khoảng tầm 15-20 phút. Sau đó thì mình lại rửa sạch với nước và bôi dưỡng đấy thôi. Mình có làm từng bước như thế, nhìn thì nghĩ thì đơn giản nhưng mà nói chung là cũng khá là mất thời gian. Nhưng mà mọi người nếu mà để cái chẳng có cái làm đẹp nào mà ấy cả, làm đẹp nó cũng là làm mà, có phải là đi, như là như đi chơi đâu. Làm đẹp vẫn là một cái công cuộc làm đẹp quần quật đó. Chị dùng sản phẩm này mấy lần một ngày? Dùng đều, ví dụ kem dưỡng trắng da ban đêm và ban ngày thì mình dùng đều, ban đêm thì mình dùng kem ban đêm, không sáng dậy thì mình dùng kem ban ngày. Còn cái tắm ủ trắng da hoạt tính thì chị Anh đang dùng một tuần 2 lần. Bạn nào mà muốn cảm nhận nhanh, tắm nhanh thì mọi người có thể dùng một tuần 3 lần, cứ cách một ngày mình dùng một lần. Đấy. Mọi người thấy chưa? Để mọi người thấy rằng là nếu như da của anh đang rất là trắng và mịn, nếu như mà da có kích ứng thì giờ này thì tay của anh nó đã nổi mẩn đỏ rồi, đúng không ạ? Vì khi mà có kích ứng mình mỹ phẩm ấy thì các cái lỗ chân lưng của mình nó sẽ có những cái dấu hiệu là nổi các cái hạt đỏ đỏ và rất là ngứa. Nhưng mà từ nãy giờ anh bôi được phải đến 15-20 phút rồi thì da của anh vẫn đang như thế này. Người thấy không? Nó có sự khác biệt đấy. Nó có sự khác biệt với cả cái tay này của anh, nó mướt hơn này. Đó. Và mọi người thấy là nó không hề có một cái dấu hiệu gì là châm chích hay là mẩn đỏ hay là hạt gì, dị ứng gì, đỏ đỏ gì. Đó. Thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về sự an toàn của da.
Đấy, còn hiệu quả hay không thì mọi người nhìn làn da của anh thì mọi người sẽ thấy rằng là anh đang sử dụng sản phẩm này. Đó. Đây. Mọi người thấy không? Nó rất là láng này. Nó rất là láng, nó rất là mướt và làn da của mình nó được rất là sạch. Cảm giác như là cái than hoạt tính này, cái ủ than này nó làm nó đào thải tất cả những cái độc tố ở trên bề mặt da của mình và nó cấp ẩm cho da của mình. Ngoài ra thì nó làm cái lỗ chân lông của mình rất là thông thoáng, rất là sạch để nó sẵn sàng để làn da của mình sẵn sàng sử dụng các loại kem dưỡng thì nó hấp thụ rất là tốt. Đó, khi mà làn da của mình rất là sạch như này rồi nhá, vừa được tẩy da chết này, vừa được thải độc này, vừa được cấp ẩm này, đó, vừa được coi như là được mở các lỗ chân lông của mình ra, lỗ chân lông của mình bây giờ rất là thông thoáng rồi, thì cái việc mình chăm sóc, việc mình bôi kem dưỡng nó hấp thụ rất là tốt. Đó, và mình phải làm đúng các từng bước như vậy thì mình mới có được làn da như ý muốn mình. Đó. Bây giờ thì anh sẽ, thật ra thì cái bôi cái kem này là kem ban ngày. Nhưng mà bây giờ anh vì anh muốn cho mọi người nhìn thấy cái chất kem này cũng như là hướng dẫn mọi người cách sử dụng này thì anh sẽ dùng lên trên da của anh luôn để mọi người hiểu về sản phẩm hơn nhá. Còn không thì là cái này thì phải là buổi sáng hôm sau mình mới dùng, mình mới bôi. Mọi người nếu mà muốn mua thì mọi người cứ để lại số điện thoại ở trên này để lát nữa sẽ có người rip lại tin nhắn của mọi người để báo giá cũng như là ấy tích kem mọi người nhá. Ngoài ra thì mua sản phẩm sẽ được free ship đấy, nhưng chẳng tội gì. Đây, kem ban ngày thì nó cũng rất là dạng lỏng nhưng mà nó đặc hơn kem ban đêm một chút bởi vì nó có cái chất chống nắng, nó như là một dạng kem chống nắng đấy, vừa là dưỡng mà vừa là chống nắng. Đây, nó đặc hơn cái kem ban đêm một chút đấy. Đấy, mọi người thấy với mình bôi nhá, cái kem lỏng kiểu này nhé, cái dòng kem này nó rất là dễ bôi và đặc biệt là nó sẽ thẩm thấu vào da của mình luôn, nó không bị bết, không bị dính và không có cái tình trạng là bị nhìn thấy lộ phân kem và bị loang lổ. Bởi vì là những cái dòng kem quá đặc, nói nôm na là những kiểu như những dòng kem trộn ấy, thì nó sẽ bôi một cái nó sẽ trắng bốp lên, sau đó thì mấy tiếng sau nó sẽ bị đọng lại ở lỗ chân lông với cả là đọng lại các cái rãnh da của mình ấy, thì xong rồi nó sẽ bị loang lổ chỗ lỗ chỗ, kiểu nó sẽ bị đọng lại ấy. Nhưng rất là, nói chung là nó rất là kém đẹp. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, mọi người thấy đến khi mà mình bôi kem lên nhá, đó, mọi người thấy rằng là khi mà da của mình đã được thẩm thấu cái khoáng chất từ than hoạt tính này, sau đó thì nó hấp thụ những cái dưỡng chất của kem ban đêm và kem ban ngày, thì da của mình bắt đầu nó đã có cái, mình đã cảm nhận được là da của mình nó đã hửng sáng lên và nó rất là mướt. Đấy, khi mà da mình nó không có da chết, nó mướt thì nó sẽ auto là nó sẽ trắng sáng, nó sẽ sáng và dần dần dùng lâu dài thì nó sẽ rất là trắng. Đấy, mọi người thấy không? Nó đã, mọi người cũng có thể phân biệt được rõ là cái cánh tay bên này là anh đã dùng đủ 4 bước với cái cả cánh tay này. Đấy, nó sẽ đã có sự sáng và trắng hơn so với cái tay này của anh, mọi người thấy không? Nó có sự khác biệt như thế này rồi. Bởi vì là mình dùng đúng đủ 4 bước ấy thì là nó sẽ có hiệu quả luôn để mình có thể trông thấy. Thật ra thì anh đã nói quá kỹ rồi, trải nghiệm test thử trên tay quá là rõ ràng rồi. Bây giờ chỉ việc inbox và mua hàng để trải nghiệm thôi. Còn nửa tháng nữa là Tết, đủ thời gian để cho ta có một cái làn da sáng trắng để ăn Tết đúng không? Bây giờ anh ao ra đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của anh nhá. Và anh sẽ gặp lại mọi người một livestream khác. Thank you. Chúc mọi người lát nữa ngủ thật ngon nha.